Thẻ vàng dành cho Thanh Long. Những quyết định rất nghiêm khắc của trọng tài Khổng Tam Cường đối với các cầu thủ BKMX Bình Dương. Thẻ vàng dành cho Thanh Long và Thanh Thảo. Pha đá bóng nguy hiểm của Thanh Long. Đương nhiên cho dù trúng bóng nhưng đó cũng là một pha phạm lỗi của đội trưởng bên phía BKMX Bình Dương. Và với lỗi phản ứng thì Thanh Thảo cũng đã phải nhận thẻ vàng. Lúc này là một trận đấu mà BKMX Bình Dương đã phải nhận tới 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Khi đó bên phía Quảng Nam họ chưa nhận bất kỳ một thẻ phạt nào cả. Và vừa rồi thì Thanh Thảo cũng là thẻ vàng thứ 2 và anh cũng đã phải rời sân. Và chạm rất mạnh. Pha xử lý chính xác của trọng tài Khổng Tam Cường. Tình huống vừa rồi thì bóng của Hoàng Dương, đầu gối của Võ Hoàng Minh Khoa đã va vào lưng của Hoàng Dương. Một trận đấu mà trọng tài Khổng Tam Cường đã điều hành trận đấu tốt và ông tỏ ra rất nghiêm khắc. Lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Quảng Nam. Có những xô sát không đáng có của cao thủ hai bên và điều này cần phải được dừng ngay lại. Quảng Nam đã giành chiến thắng. Một trận đấu rất căng thẳng với hai chiếc thẻ đỏ của BKMX Bình Dương. Như vậy là ở vòng đấu sau thì các cầu thủ Quảng Nam sẽ đối đầu với một trong đội bóng giành chiến thắng trong cặp đấu giữa BKMX Bình Dương và Sông Lam Nghệ An. Và những hình ảnh vừa rồi trên sân Động Tam Kỳ cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.